Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì như hôm trước thì ở trên kênh Telegram của mình có gửi cái thông báo đến từ anh em về cái dự án Aquarius. Nó cho chúng ta là claim free con token Aqua. Và thì cái con này được xây dựng trên mạng lưới Stellar, mạng XLM nha các bạn. Thì với cái điều kiện mà để anh em được claim ấy thì có điều kiện là quỹ Stellar của các bạn, có nghĩa là cái quỹ XLM, mạng lưới Stellar là cái tên mã là XLM các bạn. Thì các bạn cần cái quỹ của bạn phải tạo trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, và phải phải tạo trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì các bạn mới đủ điều kiện claim nhé. Thì để check được thì anh em nào mà có cái quỹ Stellar thì trước đây chúng ta cũng đã từng tham gia những cái dự án trên mạng lưới Stellar rồi, mạng lưới XLM rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần copy lại cái địa chỉ quỹ XLM của các bạn thôi, rồi các bạn kiểm tra, các bạn vào cái đường link này này nhé, các bạn vào cái đường link này. Thì ở trước đây anh em nào mà dùng quỹ Lost STR này thì bây giờ các bạn mở quỹ STR của các bạn ra, Lost BSTR này các bạn mở ra. Rồi các bạn copy lại, các bạn đăng nhập vào rồi các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ XLM, rồi các bạn vào cái đường link này các bạn kiểm tra thôi nhé. Thì hiện tại thì nó đã cho chúng ta claim rồi nha các bạn. Đợi đợi mình tí nha. Thì về cái anh drop này thì mình từ từ đợi mình tí nha. Về cái anh drop này để mình tí. Đây này. Thì cái anh drop này nó không trả cho anh em hết luôn, thì mình nói sơ qua và drop tới nhá. Thì cái anh drop này nó không trả cho chúng ta là một lượt hết luôn đâu, mà nó trả ra từng phần nha các bạn. Đây, anh drop đây. Mình nói sơ qua về cái việc trả anh drop của nó nhé. Đây thì về việc anh drop nó sẽ có bốn nó sẽ trả cho ông ta trong 5 phay nhá, là có nghĩa là trong 5 vòng. Thì cái vòng thứ nhất nó trả cho ông ta đó là ngày 16, là ngày hôm qua. Thì hiện tại thì nó cho quý nào claim thì chúng ta claim thôi, còn quý nào mà chưa cho claim thì các bạn đợi nhé. Nếu mà các bạn cái quý của các bạn có nằm trong danh sách nó được claim thì các bạn đợi, các bạn claim được phay 1. Thì phay 2 ở vòng 2 nó sẽ cho chúng ta claim tiếp, đó là ngày 16 tháng 9 nhé, ngày 16 tháng 9, và vòng 3 là ngày 16 tháng 10, vòng 4 là ngày 16 tháng 11, và đến ngày 5, đến cuối năm luôn thì chúng ta là mới hết claim nhá. Có nghĩa là chúng ta claim được 5 vòng nha các bạn. Ok, thì để claim thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái quỹ Stellar, quỹ STR của các bạn ấy. Thì trên ứng dụng thì các bạn đăng nhập vào cái quỹ STR của các bạn thôi nhá. Quỹ Stellar đây này, hỗ trợ mạng lưới Stellar, mạng lưới XLM ấy các bạn. Các bạn vào, các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ của các bạn thôi. Thì để copy được cái địa chỉ quý của các bạn thì các bạn ở đây trước đây mình cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi. Các bạn chọn vào phần dây này, ba gạch này, sau đó các bạn chọn vào mục resend. Sau đó các bạn chọn vào phần Stellar address. Sau đó các bạn copy thôi, các bạn ấn biểu tượng copy này, các bạn copy lại cái địa chỉ quý XLM Stellar của các bạn nhé. Thì sau khi các bạn copy xong thì các bạn quay trở lại với các bạn vào cái trang web. Trang web đó là Android này này. Cái trang web là android.aqua.network, chúng ta kiểm tra thôi nhé. Đợi mình tới mình copy cái địa chỉ quý của mình đã. Ok. Sau đó các bạn mở cái đường link ra thôi. Sau đó các bạn dán cái địa chỉ quý XLM Stellar, quý Stellar của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn nút check nha. Ok. Thì sau khi các bạn ấn nút check xong, nếu mà nó hiện ra như thế này này. Đây này, dưới đây nó hiện ra cái token là các bạn là đủ điều kiện nhé. Đây này, ở trên chỗ cái địa chỉ quý của bạn ở dưới nó sẽ có cái dòng là Enable for Unrob. Có nghĩa là cái địa chỉ ví của các bạn đủ điều kiện để claim được 5 vòng này nhé. Claim được 5 vòng này. Claim có nghĩa là được claim từ vòng 1 đến vòng 5 luôn ấy. Thì với những bạn nào, những cái địa chỉ ví nào mà có lịch sử hơn 10 lượt trade thì sẽ được x2 bonus nhé. Còn ví nào được tạo trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì sẽ được x2 nhé. Thì đây, hiện tại thì mình đang được x2, có nghĩa là mình nhận được là 22 thì 22.444. Thì tổng số lượng token mình nhận được này này thì mình sẽ được là tổng số lượng, đây là tổng số lượng là token chúng ta nhận được nhé. Thì chúng ta thì tổng số lượng đó chúng ta sẽ được claim trong vòng 5 phay, nó chia ra 5 vòng nhé, cho chúng ta claim chừng nào, khi claim khi nào mà cho hết là 24 ở 22.000 này thôi nhé.
còn bạn nào có nhiều hơn thì làm nhiều hơn thôi. Ok, thì các bạn cứ vào trang web check trước nhé, check trước rồi các bạn nếu mà nó hiện ra cái dòng enable for unwrap và hiện số token dưới đây thì các bạn đủ điều kiện quyết của các bạn đủ điều kiện claim. Và ở dưới này thì ở dưới đây nó sẽ có 5 file luôn này, đây đây sẽ hiện ra 5 file cho chúng ta luôn. Thì vòng 1 thì chúng ta sẽ claim được là 4.448 này, vòng 2 cũng vậy nhá, nó sẽ chia ra. Còn bạn nào mà ở trên đây nhân được nhiều token hơn thì nó sẽ nhiều hơn thôi, được claim nhiều hơn thôi nhá. Đây ở dưới đây này, cái địa chỉ quý mình được claim là từ ở file 1 đến file 5 luôn nè. Ok, thì sau khi các bạn kiểm tra xong rồi ấy thì các bạn vào cái quý của các bạn lại, các bạn quay trở lại với cái quý của các bạn nhá. Các bạn quay trở lại với cái quý Stellar của các bạn để claim. Đây. Thì trên quý Stellar của các bạn chọn vào phần dấu ba gạch lại này. Sau đó các bạn chọn vào phần asset cho mình. Trước khi chúng ta claim thì các bạn phải thêm token trước nhá. Các bạn thêm token AWA vào nhá. Thì các bạn vào asset rồi các bạn ấn nút AWA asset. Rồi các bạn tìm ở trên đây này, tìm các bạn ghi cho mình là AWA thì nó sẽ hiện ra con AWA thôi nhá. Sau đó các bạn ấn vào nút AWA, nó sẽ có cái nút add ở đây này, nút AWA ở đây này, nó tương tự như là con này nè. Các bạn ấn vào nút add AWA nhá, các bạn thêm vào quý. Thì để thêm vào quý thì các bạn cần phải có một lượng nhỏ XLM để chúng ta làm phí chúng ta add nhé. Nhá. Ok, thì sau khi các bạn add token xong thì nó sẽ hiện ra trong phần asset cho các bạn thôi. Đây là những con token để add của các bạn nhá. Ok, sau khi add xong thì để kiểm tra được là nó đã cho các bạn claim chưa. Nếu mà trên trang web các bạn đủ điều kiện claim thì các bạn kiểm tra lại trên ví của bạn bằng cách là các bạn nhấn vào phần dấu ba gạch. Sau đó các bạn chọn vào phần ở trong phần transaction ở lịch sử trade các bạn, ở lịch sử các bạn phần transaction các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn vào phần pending giúp mình nhé, các bạn chọn vào phần pending. Đây. Thì ở bên trong phần pending này sẽ nó hiện ra là ở phần pending này này, đây. Phần pending này là nó sẽ hiện ra cái lịch sử claim cho các bạn. Còn đây đây là file 1 nha các bạn, còn upcoming có nghĩa là file 2, có nghĩa là chúng ta đợi đến vòng 2 chúng ta đến ngày đó chúng ta là claim tiếp theo nhé. Ok, thì nếu mà bạn nào mà lâu rồi mà các bạn chưa đăng nhập vào á, mình ở đây mình nhắc luôn. Lâu rồi mà các bạn chưa đăng nhập vào, sau khi các bạn đăng nhập email tài khoản của các bạn vào quý á thì nó sẽ có một cái địa chỉ, nó sẽ có một cái email là nó yêu cầu các bạn là verification cái IP mới của các bạn, thì các bạn vào mail các bạn verification nhé. Ok, thì những cái địa chỉ quý nào được nó cho các bạn claim thì nó cũng sẽ gửi về email cho các bạn thôi nhé. Thì bên trong email thì nó đây này, bên trong email là do recent pending payment này 4.000 AWA này nhé, thì các bạn vào quý các bạn claim thôi. Ok. Ok, thì ở bên trong quý thì các bạn chọn ở phần một transition giúp mình nhé. Ok. Thì trên nếu mà nó hiện ra như thế này thì các bạn chọn một phần đây. Và các bạn tích vào cái đồng hồ màu vàng này nhé. Đây này, cái pending cái đây là cái file 1 có nghĩa là cái vòng 1 mà chúng ta được claim. Còn cái ở phần upcoming này này, cái phần upcoming có nghĩa là tiếng Anh là upcoming và có đồng hồ màu xanh, có nghĩa là vòng 2. Thì ở vòng 2 thì chúng ta phải đợi tới vòng 2 là bao nhiêu ta? Vòng 2 là ngày 16 tháng 8 nhé. À, ngày 16 tháng 9 thì chúng ta mới được claim vòng 2 nhé. Đấy. Thì cái ở trên này này, cái đồng hồ màu xanh này và upcoming này tới ngày 16 thì chúng ta mới được claim. Còn bây giờ chúng ta chỉ claim là được cái đồng hồ màu vàng pending này. Chữ nào nó hiện pending thì các bạn cứ nhấn vào các bạn claim thôi nhé. Ok. Các bạn nhấn vào chữ pending cái dòng này này. Các bạn nhấn vào. Ok, sau đó các bạn kéo xuống bên dưới nó sẽ hiện ra nút claim. Sau đó các bạn ấn vào phần nút claim giúp mình. Hoặc là các bạn có thể là đăng nhập trên web. Thì ở trên trang web thì các bạn đăng nhập bằng cái email của quý của các bạn vào thôi nhá. Sau đó các bạn chọn vào phần một là transition này này. Sau đó các bạn chọn vào phần một pending nhá. Đây này, phần pending ở trên này này. Ok. Sau đó các bạn chọn vào phần chỗ phần pending này thôi. Claim file 1 vòng 1 này này. Các bạn nhấn vào. Rồi các bạn ấn nút claim các bạn trả phí thôi nhá. Thì trên quý các bạn trên quý trên ứng dụng thì các bạn chọn vào phần claim. Các bạn nhấn vào claim, ok. Sau đó thì nó yêu cầu nhập mật khẩu quý thì các bạn nhập lại mật khẩu quý của các bạn thôi nhé. Okay, mình ấn claim lại nhé, mình ấn claim lại. Tại vì mình đăng nhập trên hai trình duyệt cho nên là nó yêu cầu chúng ta phải xác nhận đấy. Ok. Thì sau khi các bạn ấn vào nút claim các bạn đợi một tí đây, resend lên đây. Thì cái nó sẽ hiện ra là payment claimer, có nghĩa là chúng ta đã claim thành công nhé, các bạn ấn nút done. Ok.
Thì sau khi claim thành công đây thì các bạn đợi thôi. Vòng 2 thì chúng ta đợi thôi. Đây, đợi tới ngày 16 tháng 9 chúng ta claim lại. Thì sau khi các bạn claim xong thì các bạn quay trở lại, các bạn chọn vào phần này. Ba gạch, sau đó các bạn chọn vào phần asset. Và các bạn kiểm tra trong phần AWA đây, hiện tại là giá đã sập rồi các bạn. 23 đô thôi. Thì hôm qua tại vì nó cũng mới gửi về cho mình là claim thôi, hiện tại thì còn rất là nhiều địa chỉ quý đủ điều kiện claim nhưng mà nó chưa hiện cái nút claim ở trên quý. Thì bạn nào mà cái địa chỉ quý của các bạn kiểm tra ở trên trang web á, các bạn kiểm tra ở trên trang web này mà các bạn đủ điều kiện á, đủ điều kiện claim á, mà ở trên quý của các bạn nó không hiện ra cái mục claim á, nó không hiện ra cái mục claim ở phần bidding á, thì các bạn đợi nhá. Thì hiện tại còn hơn khoảng là hơn 1.000 máy quý nó chưa cho claim á, nó đang xét duyệt cho claim á. Thì khi nào mà nó hiện claim thì các bạn qua claim thôi nha. Ok, thì sau khi các bạn muốn bán ấy thì ở trên ứng dụng các bạn muốn bán thì đây này, sau khi các bạn claim xong thì ở đây thì cái con token này mình nghĩ cũng khá là ngon nha các bạn. Các bạn có thể là hold, nó cũng tương tự như là cái con AFR mà trước đây chúng ta đã làm này, hồi trước mình bán hết rồi. Hiện tại nó tăng giá rất là cao. Thì con AWA này thì các bạn nào muốn bán luôn á, sau khi các bạn claim xong các bạn muốn bán luôn á, thì giá hiện tại của khoảng nó là 23 đô nha các bạn. Hôm qua khoảng là 70 mấy đô, 80 mấy đô á, mà hiện tại vì unrop này nó xả quá. Khi nào unrop nó xả hết thì giá nó tăng, nó sẽ tăng lại thôi. Ok. Hoặc là các bạn có thể là hold, các bạn claim hết 5 vòng đến cuối năm rồi chúng ta bán cũng được. Cuối năm bán kiếm đồ Tết luôn các bạn. Ok, thì các bạn nào muốn bán bây giờ, sau khi claim xong muốn bán bây giờ á thì các bạn chọn phần dấu ba gạch này. Sau đó các bạn chọn phần swap asset hoặc là phần trade này nè. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là swap asset luôn nha nhanh nhé, hoặc là các bạn chọn vào phần trade, các bạn chọn vào phần swap asset đi nhanh. Thì ở phần này thì các bạn ở trên thì các bạn chọn là AWA thôi, chọn các bạn nhấn vào này, các bạn nhấn vào chữ XLM này, các bạn chọn vào phần AWA đấy. Ở dưới thì các bạn chọn vào phần XLM, chúng ta swap con AWA này sang XLM nhé. Ok, còn phần số lượng thì các bạn muốn swap bao nhiêu thì các bạn nhấn, các bạn điền lại bao nhiêu thôi, nó hiện số lượng ở đây này cho bạn. Còn các bạn muốn swap hết á thì các bạn nhấn vào cái số này này thì tự động điền cho các bạn luôn nhé, và các bạn đợi một tí để nó tính giá cho chúng ta. Thì sau khi các bạn swap sang XLM xong á thì các bạn có thể là gửi XLM lên sàn Binance để các bạn bán qua BNB hoặc là USDT cũng được nhé. Hiện tại thì XLM nó đã list rất là nhiều sàn giao dịch rồi, thì XLM của đây cũng là một cái con top trên CoinMarketCap. Hơi lắc các bạn. Đây mình cho các bạn xem là con XLM. À, hiện tại thì XLM đã ở top mà. Được rồi. Chainlink. Đây Stellar là XLM đây. Top 20 các bạn. Với giá hiện tại mình swap ra các bạn khoảng là 4.488 thì khoảng swap ra khoảng là 60 XLM, 60,6. Thì với giá trị hiện tại XLM thì 60,6 thì khoảng là 22 đô, 23 đô đúng rồi nhá. Các bạn có thể là gửi lên sàn Binance, các bạn bán ra nhé. Hiện tại thì đã list sàn Binance này, sàn nó cũng đã list con bay luôn rồi. Con này là con top mà nhá. Ok, thì ở đây thì mình sẽ hold chứ mình không swap nhé. Bạn nào muốn swap thì có thể là swap nhá. Swap ra. Hoặc là ở phần trade này, các bạn có thể chọn vào phần trade, các bạn trade cũng được nhá. Ở trên ở ở bên phần trade thì ở bên đây thì các bạn chọn là con AWA. Còn bên đây thì các bạn chọn là XLM đó. Sau đó các bạn ấn vào nút sell AWA thôi. Thì sau khi sell thì các bạn điền lại số lượng các bạn AWA muốn đây thôi, giá hiện tại của 0,013 này, đây, tương đương là 60 XLM này, các bạn sell thôi nhé. Ok. Thì sau khi các bạn sell xong thì XLM nó sẽ vào quý cho các bạn thôi, các bạn vào phần asset lại các bạn kiểm tra. Đây, nó sẽ cộng vào đây cho các bạn. Các bạn muốn gửi đi thì các bạn chọn vào phần XLM. Sau đó các bạn chọn vào phần send. Sau đó các bạn chọn vào phần Stellar address. Đấy. Sau đó các bạn copy lại, các bạn muốn gửi lên sàn Binance thì các bạn lên sàn Binance. Các bạn copy lại cái địa chỉ với XLM của các bạn nhé. Sau đó các bạn dán qua đây thôi nhé. Rồi các bạn gửi đi. Nếu mà nó yêu cầu các bạn điền lại memo thì trên sàn Binance nó cũng hiện ra cái memo cho các bạn nhé. Các bạn điền lại cái dãy số memo vào rồi các bạn gửi đi thôi. Là xong thôi. Thì nó gửi mạng Stellar này gửi rất là nhanh, các bạn gửi khoảng là 5 6 giây nữa nó sẽ lên sàn các bạn thôi. Ok, ở đây mình sẽ không bán nhé, mình sẽ hold cái con này.
Ok, thì mình một lần nữa mình xin chúc mừng anh em, những anh em nào mà đã tạo quý trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến đây thì sẽ được làm là con token AWA mạng lưới XLM nhé. Thì anh em cứ chết đi, chúng ta cờ lam được 5 lần lận, nó chia ra 5 lần chúng ta cờ lam lận, các bạn vào đây các bạn chết thôi. Ok, ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là cờ lam là con token AWA mạng lưới XLM đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.